bây giờ lại tiếp tục nói vào quay hương để mai kia về lúc đấy dỗi thì anh tỉa lên thì không đăng gửi về trên nhóm cho gia đình thôi. Đấy, bây giờ bắt đầu rẽ vào quê lội Đàm. Bây giờ được rẽ vào chỗ Hoàng Trù, quê nội quê Bắc Hồ. Đấy, nói đúng không nói sai. Xem hoa sen con kìa. Quê Bắc rất nhiệt thành ra đón đoàn. Sao được rồi con?